Xin chào quý vị khán giả của Bình Võ Cầu Trang, thấy gì chưa ạ? Oh yeah, the new senator. Love it. Yeah. Finally. Yeah, we got more. Okay. The thing that, quý vị, thật là vinh dự là hôm nay mình được nói chuyện với tổng thống một cách rất là thoải mái và clear, và cái sự nhút nhát không còn nữa, và đổi lại thành một sự rất là mạnh mẽ và nói chuyện rất là clear. Đó là một cái cách mà mình đã trải nghiệm như thế nào. Cảm ơn Russell, thank you very much, và tất cả cảm ơn mọi người nha, chia sẻ cùng mọi người một cái video như vậy, và mình sẽ về và live stream trực tiếp tại sân bay tối hôm nay.